tối mùng 1 tháng 9 theo giờ địa phương, tại sân khấu trung tâm Patriot, thủ đô Moscow, Liên bang Nga, đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải cuộc thi đội quân văn hóa trong khuôn khổ Army Games 2021. Ở Army Games lần này, có 20 nước tham gia thi đội quân văn hóa, trong đó có 13 nước thi đủ các giai đoạn. Kết quả chung cuộc, đội tuyển Nga đoạt giải nhất, đội tuyển Trung Quốc đoạt giải nhì, hai đội tuyển Belarus và Kazakhstan đồng giải ba. Đội tuyển văn hóa nghệ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam đứng thứ tư trong tổng số 13 nước thi đủ các giai đoạn. Ngoài ra, đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam đoạt giải các giai đoạn bao gồm giải nhất hát bài hát tiếng Nga Trịnh Văn Phương, giải ba hát đơn nữ Lương Nguyệt Anh, giải ba song tấu, giải ba múa đôi, giải nhì múa tốp, giải nhì hoạt động triển lãm. Đặc biệt, đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đoạt hai cúp, bao gồm cúp dành cho đội có video giới thiệu đội tuyển có lượng người xem lớn nhất 159.000 lượt xem và cúp dành cho đội có lượng khán giả bình chọn cao nhất. Để giành được vị trí thứ tư chung cuộc, đội tuyển văn hóa nghệ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nỗ lực hết mình trong luyện tập và thi đấu, đồng thời nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên sâu sát, kịp thời của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu. Đặc biệt, với hai chiếc cúp duy nhất trong phần thi khán giả bình chọn của cuộc thi đều thuộc về đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho thấy đội tuyển giành được sự yêu mến rất lớn của khán giả trong nước và bạn bè quốc tế, nhất là sự đồng hành cổ vũ của cán bộ chiến sĩ toàn quân và đồng bào, đồng chí cả nước. Sự chung sức, đoàn kết, đồng lòng của các cổ động viên đã góp thêm sức mạnh cho đội tuyển văn hóa nghệ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành sứ mệnh quảng bá, tôn vinh hình ảnh, vị thế đất nước, văn hóa, con người, Quân đội Nhân dân Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.